Chào ông bà. Chào ông bà, đi chơi cầu tuột. Con đi chơi cầu tuột. Đó. Mê lắm. Cởi cặp ra đi, cởi cặp cho chị ba cầm cho con. Trèo lên đi kìa, cởi. Trèo lên hả cởi, tuột xuống. Kêu cởi cặp có tuột xuống. Thôi kìa. Trèo đi cầu tuột. Ô bữa nay đi chơi cầu tuột không bỏ dép luôn ta, ghê. À, chèo gì? À, chèo cầu thang. Cái đó là nó chèo cầu thang chứ nó không phải chèo cầu tuột. Đó. Rồi, rồi cái này cầu gì? Cái này cầu gì? Cầu gì? Cầu gì? Cầu đỏ đúng rồi. Đó. Đi đường bên kia kìa con, đi bên kia nữa kìa. Rồi bạn đó té rồi, không sao, không sao. Không sao, không sao. Hỏi bạn có sao không? Ừ. Bạn có sao không? Đi lên. Nó mới đi lên cầu kia. Té nghe nè, tới con nghe, té nghe. Hả? Đó. Nó phải đi dắt vòng. Ok. Đâu ạ? À? Đâu mà đi vòng vòng vậy, đi về. Đi chơi. Nè chuột ơi, bữa nay cô có dạy con ca không? Rồi nó nằm vậy đó, nó mới tụt đó, cả nhà thấy không? Đó. Ê chuột ơi, con vịt nè, cô sơn màu đẹp quá kìa chuột. Rồi sao đi hoài vậy, không có con ổng hả? Nó phái nó cầu tuột là lắm cả nhà, nó cứ chơi cầu tuột này không à. Đi xuống, xuống. Ôi. Nó chạy không mà cả nhà. Ủa sao lên con đó hả? Con mới sơn lại màu đẹp chưa? Rồi đứng lên đi, chị ba lắc cho. Chị ba lại lắc cho em đi chị ba. Lắc nữa đi. Nó kêu mà lắc nữa đi là kêu lắc mạnh lên đó cả nhà. Coi có mặt rồi. Có mặt rồi. Có mặt ơi. Mặt sao? Kỹ chưa? Nó coi kìa. Kìa chị ba lắc thử lên đi. Lắc nữa đi. Trời ơi. Lắc cái đít mà còn không chịu nữa. Được chưa? Đây nè, không ai chịu về hết á, chị này cũng không chịu về nữa nè, rồi chờ anh này cũng không chịu về nữa. Sáng đi học thì khóc. Chị này thì mê chơi lắm, kêu chị vô chị không chịu, chị này chơi chán chị mới vô chị không khóc. À. Đó, chưa? Sáng đưa học có thì khóc, sáng chị lấy bộ đồ ra thôi là khóc cả nhà, mà giờ tới chừng đi về là không chịu về, bữa nào cũng vậy như bữa nấy vậy đó cả nhà. Thôi đi về con ơi, về. Về. Đi về. Không hả? Ừ, không chịu về kìa.